sau khi xác định được lịch trình di chuyển của trường hợp mắc COVID-19 đã tới khu vực chợ Cốc Lếu mua thức ăn. Ủy ban Nhân dân phường Cốc Lếu và Ban Quản lý chợ đã ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh khu chợ B ngay trong đêm ngày 17 tháng 6, đồng thời nhanh chóng phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện khoanh vùng, phun khử khuẩn toàn bộ chợ và khu vực lân cận, truy vết trên 500 trường hợp có liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Là tổ trưởng dân phố thì tôi cũng thông tin ngay lên cái nhóm Zalo của tổ, truy vết xem là trường hợp ấy đã đi đến đâu, những ai tiếp xúc với những trường hợp này thì cũng thông báo luôn. Ý thức là người dân thôi đấy là cũng rất là cao, cũng chấp hành là nghỉ bán hàng để đi xét nghiệm. Đang tiếp tục truy vết để xác định chính xác tiếp xúc với đối tượng nào trở thành F1. Công tác tuyên truyền tương đối là sâu rộng ở toàn bộ lực lượng của phường, từ lãnh đạo cho đến cán bộ, đến các lực lượng nội chính cũng đều chung tay ra quân, nên là nhân dân thì cũng đồng tình, cái này cũng ý thức. Tuy nhiên rằng là do là cái này rất là gấp nên là cái hàng hóa người ta nhập về rồi đang tìm cách để xử lý thôi. Tính đến trưa ngày 18 tháng 6, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp truy vết, lấy được 618 mẫu làm xét nghiệm liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thì tất cả mọi người đến thì sẽ được kiểm tra nhiệt độ, rồi đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào coi như là bàn thực hiện khai báo để mẫu xét nghiệm. Trong bàn đó thì thực hiện khai cái tờ khai y tế và viết cái tờ về cái xét nghiệm và sẽ chuyển sang cái người yêu cầu về cái phòng xét nghiệm, chúng ta thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng cái quy trình của Bộ Y tế. Điều tra thông tin dịch tễ, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, chính xác, kịp thời, cách ly đối với các trường hợp F1, F2 là việc rất cần thiết ở thời điểm này để ngăn chặn nguồn lây COVID-19 trong cộng đồng.